Rồi, mình xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình ăn một món rất là đặc biệt. Cái nguyên liệu nấu rất là đơn giản. Mà cái món này thực chất là từ đó giờ mình chưa có ăn lần nào. Và mình cũng lần đầu nghe nói luôn. Bữa nay chị Hai chị sẽ nấu đãi cả nhà. Mời các bạn cùng xem cho vui nhé. Đây là một nồi cháo trắng bình thường nha các bạn. Nồi cháo trắng rất là bự. Còn đây là một chảo hột vịt lộn. Hình như là cỡ 30 trứng á. 30 trứng vịt lộn. Đây là thịt bằm, còn đây là nấm. Gương hay xào rồi. Nấm gươm đã xào. Học dịch. Cháo thịt bằm hột vịt lộn, lần đầu tiên trong đời mình nghe và ăn luôn á. Chị hay nói là cháo hột dịch lộn. Lộn hột vịt lạc, lạc hột vịt lộn, lộn hột vịt dứa. Rửa sạch không con? Lấy cái tô đập vô cái tô rồi hay bỏ vô đó. Để thôi ba cái ấy rồi nó Nước rớt vô. Vỏ hộp vịt rớt vô. Cháo này mình đâu có nêm đường đúng không? Cháo này chỉ có nêm muối thôi. Muối bột ngọt. Hộp vịt này mình luộc sơ rồi, không phải là luộc chín. Để nó còn sống thì nó khó lột, với lại nó luộc sơ rồi mình lột ra 30 trứng á, làm hồi là không đếm không đủ. Cháu đủ mày ai biết sạch ruột. Trời còn sống á, tao thề tái chứ ủa không ăn dụng tiếng nào ờ hết. còn sống à, phải nó chín là xong rồi. Thề mấy không ăn tiếng nào vậy. Cái này mình lột mình tách ra mình lấy nước luôn nha các bạn. Nước đó là nước ngọt không á. Nấm gươm xào. Nấm gươm xào. Cháo này bảo đảm là bổ ngọt luôn nha. Bổ ngọt hơn cháo gà ác nhiều đó. Bổ ngọt. Hành với lại gì? Hành gừng hả? Gừng Hành hành. với gừng, rồi sắc gừng để vô nữa. Mình bỏ gừng sắc sợi vô cho nó thơm. Ăn này mình có hành lá nữa. Hành lá mình sắc mình bỏ vô. Cuối cùng là chị Hai đã bỏ vô gốc hành nè, hành lá nè, nhìn rất là hấp dẫn. Mình trông chờ chút xíu mình ăn thử cái món này.
Bữa nay có hẹ nhưng mà lại thiếu giá. Vì sao múc cháo mà ăn nhép nhép là sao? Một tô cháo hành của Thị Nở cho Chí Phèo. Bỏ gừng nha, bỏ gừng. Bỏ gừng, bỏ hành ngò lên. Bỏ gừng nữa. Đây, mời cả nhà dùng cháo nha. Cháo này mình mới ăn lần đầu luôn. Tiêu tiêu đi. Rồi. Quất xúc xì măng xúc xúc. Khu quân của chị đâu? Không ai ăn hết, mình ăn 2 tô rồi, ba đi sớm rồi. Ngọt ngắt, cháo ngọt ngắt. 30 trứng vịt lộn. Và nửa ký nấm gơm. Nửa tô thịt bằm. Nãy lửa nó nguội rồi. Trộn trộn ha. Nó ăn đường bố qua đây. Mình ăn cháo khỏi ăn cơm. Nấm gơm nó ngọt nè. Nấm gơm ngâm bóp phần ta mới nhổ đem qua bán. Cháo này bổ dữ nha. Giá ngon hơn mẹ. Bởi mình không cho ăn nữa. Ừ. Ừ. Nó không nóng. Để tao mai ăn được thì cho ăn thêm.
Thử mặn nữa. Dìu cơm chưa? Dìu có 2 giờ. 2 giờ 3 cơm. Ngủ dậy á, buổi trưa thì sáng thì toàn cầm chín mấy ăn cử rồi ngủ dậy chứ sáng á. Chín mấy ăn được rồi, chiều có 3 giờ bật nha. Trời trời. Ăn cơm nhỏ đi chị, ăn cơm nhỏ đi. Ngồi đây đem đi chôm luôn nha. Đó thì chưa bao giờ ai ăn nhiều mà em đi chôm cho nó. Có tắt thở chôm thì có. Ăn xong thì có bể bụng chết. Có vụ bể bụng có chứ. Ăn nhỏ thì chào. Hay đáp ba đôi không? Thôi chứ là không gì. Đáp ba đôi không? Ngon ăn no quá phải bụng chết. Bụng nó thấy hết cảm luôn. Lại chảm mồ hôi luôn. Mà ăn xong. Nè mày ăn xong chết tôi này nó ăn nè. Con chín một lọn vô ngán rồi đó. Con trứng đâu có trứng rồi đâu. Để con à. Trứng đi mà. Trứng là để mau. Này chà bá luôn. Thiếu rồi không? Tháng nay giờ có ăn vịt lộn không? Dạ có. Không. Chưa cháu má hai. Ăn nó đừng có lộn. Ăn cháu không vậy hả? Dạ cho ăn con ơi. Con ăn đi, nào không ăn chừa lại. Ừ. Mình đang với nhà chị hai. Thì nhà của ba má vợ mình trên kia thì nó gần sát bên cho mình, cho nên mình thường chạy lên chạy xuống chơi. Rồi bây giờ là chiều tối rồi. Cái cháo này thì nó rất là ngon và bổ dưỡng ha. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ nấu ăn thử. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đạt đồ tối nó mới về mà. Ngày nay cả nhà đều ăn cháo, cơm nó là cơm mỗi nguyên, là cơm mới hấp lại ăn. Ăn thiếu thiếu gì không? Ăn thiếu thiếu gì không? Hay thiếu thiếu gì á?